Chính xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là bản tin truyền hình của đài Châu Tự Do sáng thứ tư ngày 24 tháng 8 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Thêm một nhà dân chủ Việt Nam bị kết án tù, Việt Nam tăng gấp đôi mức lương tối thiểu. Kính thưa quý khán thính giả, một người cổ vũ dân chủ trên mạng internet vừa bị tòa án Kiên Giang kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế trong phiên xử hôm thứ hai, 22 tháng 8. Theo các trạng, ông Lưu Văn 7, 59 tuổi bị cáo buộc đã soạn nhiều bài viết phê bình Đảng Cộng sản nhà nước Việt Nam về chính sách một đảng toàn trị. Khi bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2011, an ninh đã kiểm tra máy vi tính của ông Bảy và phát hiện 16 bài viết cổ vũ dân chủ đa nguyên đa đảng. Ông Lưu Văn Bảy bị cho là đã sử dụng bút danh Trần Bảo Việt và gửi các bài viết đến các trang mạng của người Việt ở ngoài nước như Đàn Chim Việt, Dân Làm Báo, Thông tin Berlin. Cáo trạng của Viện Kiểm soát Kiên Giang mô tả những trang mạng này là những địa chỉ phản động. Ông Lưu Văn Bảy bị cho là đã sử dụng bút danh Trần Bảo Việt và gửi các bài viết đến các trang mạng của người Việt ở nước ngoài như Đàn Chim Việt, Dân Làm Báo, Thông tin Berlin. Các trạng của Viện Kiểm soát Kiên Giang mô tả những trang mạng này là những địa chỉ phản động. Theo nguồn tin tòa án đạch giá, ông Lưu Văn Bảy đã từng bị cải tạo giam giữ 6 năm từ 1977 đến 1983 vì bị cáo buộc tham gia một tổ chức chống chính phủ vào giai đoạn đó. Trước năm 1975, ông Lưu Văn Bảy là một hạ sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa làm việc ở Đà Nẵng. Khiếu nại đông người ở Việt Nam có thể được luật hóa. Trong phiên họp chiều thứ hai 22 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong khi thảo luận dự luật khiếu nại đã ghi nhận nhiều ý kiến là nên đưa vấn đề này vào luật. Theo các nguồn tin từ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đa số các thành viên ủy ban cùng chung ý kiến là cần luật hóa vấn đề khiếu nại đông người. Vì đây là thực tế cuộc sống đang diễn ra trên cả nước nên không thể không xem xét dưới phương diện pháp luật. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thêm rằng cần quy định chặt chẽ để không biến khiếu nại thành biểu tình trái pháp luật. Chính phủ Việt Nam quyết định tăng gấp đôi mức lương tối thiểu ở hầu hết các thành phố chính kể từ tháng 10. Sự kiện này được cho là để giúp đỡ người lao động hưởng lương có thể chống chọi với tình trạng lạm phát vào hàng cao nhất thế giới. Theo nghị định của chính phủ vừa ban hành hôm 22 tháng 8, lương tối thiểu được ấn định lại thấp nhất là 1 triệu 400 ngàn đồng một tháng và cao nhất là 2 triệu đồng một tháng tùy theo vùng sinh hoạt. Nghị định này áp dụng cho hầu hết doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình cá nhân và cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thuộc vùng sinh hoạt đắt đỏ và mức lương tối thiểu mới là từ 2 triệu đồng một tháng. Tuy ở Việt Nam chưa xảy ra bất ổn xã hội vì vật giá leo thang như một số quốc gia khác, nhưng người lao động hưởng lương, sinh viên học sinh, người nghèo đang phải bớt khẩu phần ăn hàng ngày do lạm phát hơn 22%. Và thưa quý vị, quần áo hàng hiệu xuất xứ Việt Nam ở trong số 18 nước xuất khẩu dệt may bị cáo buộc có dư lượng hóa chất độc hại. Tổ chức Hòa bình Xanh Greenpeace công bố báo cáo này ở Bắc Kinh ngày hôm nay, nhấn mạnh rằng dù hóa chất độc hại ở mức độ thấp nhưng là mối đe dọa lớn cho môi trường và sức khỏe con người. Theo chuyên gia của Greenpeace, chất NPE sử dụng làm chất giặt tẩy trên nguyên liệu dệt may được tìm thấy ở 2 phần 3 các mẫu xét nghiệm. Theo đó, chất NPE có thể ảnh hưởng hormone, thay đổi sự phát triển tình dục giới tính nữ và ảnh hưởng hệ thống sinh sản. Greenpeace cho biết đã xét nghiệm 78 loại quần áo hàng hiệu được sản xuất nhiều nhất ở Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia và Philippines và 14 nước khác. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có nhãn mát danh tiếng đã bị phát hiện dư lượng hóa chất động. Trong số các thương hiệu như Adidas, Uniqlo, Calvin Klein, H&M, Abercrombie Fitch, Lacoste, Converse và Ralph Lauren. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.